Hai phi tần nhà Thanh có cùng phong hiệu Uyển, người là phi tần sống thọ nhất của hoàng đế Càn Long, người yên phận ở hậu cung qua ba đời hoàng đế. Vị đầu tiên là phi tần sống thọ nhất của hoàng đế Càn Long, Uyển Quý Phi Trần Thị. Trong thời gian hoàng đế Ung Chính tại vị, Trần Thị được hoàng đế ban cho Bảo Thân Vương Hoàng Lịch làm thị thiếp, trở thành Cách Cách. Sau khi Bảo Thân Vương Hoàng Lịch nối ngôi, trở thành hoàng đế Càn Long, Trần Thị sơ phong thường tại. Năm Càn Long thứ hai, khi chính thức đại phong hậu phi, Trần Thị được thăng làm quý nhân. Trần Thị và Hải Thị là hai phi tử có thân phận thấp nhất ở thời điểm đấy. Năm Càn Long thứ 14, Trần Thị được tấn phong làm tần với phong hiệu Uyển. Dù danh vị cao hơn, nhưng bà vẫn không được hoàng đế đoái hoài nhiều hơn. Nhưng không một ai có thể nghĩ đến, Trần Thị đã ở danh vị tần suốt 46 năm sau đó. Năm Càn Long thứ 59, hoàng đế Càn Long trước khi nhường ngôi cho con trai Vĩnh Diễm, sau là hoàng đế Gia Khánh, đã thực hiện đại phong hậu cung. Lúc đó, Trần Thị được tấn phong làm Uyển Phi. Tháng Giêng năm Gia Khánh thứ 6, hoàng đế Gia Khánh tấn thăng Trần Thị làm Quý Phi và thường tôn gọi là Uyển Quý Thái Phi. Năm Gia Khánh thứ 12, Uyển Quý Thái Phi Trần Thị qua đời. Có thể nói trong lịch sử nhà Thanh, Uyển Phi Trần Thị là một trong những nữ nhân sống thọ nhất hậu cung. Bà đã sống đến năm 92 tuổi mà không hề bệnh tật đau yếu gì. Vị phi tần thứ hai có phong hiệu Uyển chính là Uyển Quý Phi Tác Xước La Thị của hoàng đế Hàm Phong. Năm Hàm Phong thứ hai, Tác Xước La Thị nhập cung thông qua nội vụ phủ tuyển tú đầu tiên của hoàng đế Hàm Phong. Sơ phong thường tại với phong hiệu Uyển, chỉ trong nửa năm, Tác Xước La Thị được phong thành Uyển Quý Nhân. Năm Hàm Phong thứ tư, Tác Xước La Thị được hoàng đế tấn phong thành Uyển Tần, dọn vào ở tại Cảnh Nhân Cung. Từ điều này có thể thấy, Tác Xước La Thị rất được sủng ái. Sau khi hoàng đế Hàm Phong qua đời, hoàng đế Đồng Trị lên ngôi, Tác Xước La Thị được phong thành Hoàng Khảo Uyển Phi. Đến năm Đồng Trị thứ 13, hoàng đế bệnh nặng, vì muốn xung hỷ, Lưỡng Cung Thái Hậu đã tiến hành đại phong hậu cung. Lúc đó, Tác Xước La Thị đã có được danh vị Quý Phi, từ đó bà sống nhàn nhã, tự tại trong hậu cung. Năm Quan Tự thứ 14, Uyển Quý Phi Tác Xước La Thị qua đời, thọ 59 tuổi. Trong suốt thời gian sống tại hậu cung, Tác Xước La Thị có được sự sủng ái của hoàng đế Hàm Phong, sau đó yên phận trải qua cuộc đời nhàn nhã ở hậu cung qua ba đời hoàng đế, Hàm Phong, Đồng Trị và Quan Tự. Đây là một trong những phi tần đặc biệt trong thời nhà Thanh. Chuyện về nàng phi tần mỹ miều triều nhà Thanh, nhập cung khi hoàng đế đã già, địa vị nhỏ bé nhưng sống qua năm đời hoàng đế, thọ 82 tuổi. Trong 12 vị hoàng đế nhà Thanh, hoàng đế Đạo Quang là vị đế vương không mấy nổi bật. Điểm sáng duy nhất trong thời gian ông tại vị là tinh thần cần kiệm, thậm chí có thể nói là khá khắc nghiệt với những nữ nhân trong hậu cung của mình. Hoàng đế Đạo Quang không có nhiều con cái, mặc dù trong những năm đầu sau khi đăng cơ, ông đã liên tiếp tổ chức các đợt tuyển tú, chọn được nhiều người mới tiến cung. Đến năm Đạo Quang thứ 10, hoàng đế Đạo Quang đã gần 50 tuổi, nhưng chỉ có một người con trai duy nhất. Bởi ngoài hoàng trưởng tử Dịch Vĩ còn sống, thì hai hoàng tử Dịch Cương và Dịch Kế do Hoàng Quý Phi Bát Nhị Tế Các Đặc Thị hạ sinh đều chết yểu. Chính vì vậy, dù đã lớn tuổi nhưng hoàng đế Đạo Quang vẫn tiếp tục tuyển chọn tú nữ vào cung. Lúc bấy giờ có một nữ nhân xinh đẹp may mắn được chọn, bà xuất thân từ gia tộc Thượng Giai Thị. Lúc được chọn vào cung mới 15 tuổi, có lẽ vì xuất thân của Thượng Giai Thị không cao nên ban đầu chỉ nhận sơ phong Linh Thường Tại. Với nhan sắc mỹ miều và ở độ tuổi trẻ trung, Thượng Giai Thị đã khiến hoàng đế mê mẩn từ những ngày đầu nhập cung. Tuy nhiên dù được sủng hạnh nhiều, nhưng bụng của bà vẫn không có động tĩnh nào, hoàng đế Đạo Quang cũng vì vậy mà dần mất đi hứng thú với bà. Về sau vì một lý do nào đó mà sử sách không ghi chép, Thượng Giai Thị đã khiến hoàng đế nổi giận và giáng xuống làm thượng đáp ứng. Lúc đó tuổi tác của bà cũng không còn trẻ, bị giáng chức cũng đồng nghĩa không còn cơ hội trở mình nữa. Dù vậy, bà vẫn tiếp tục nỗ lực tồn tại ở hậu cung. Sau khi hoàng đế Hàm Phong nối ngôi, tấn phong cho Thượng Giai Thị thành Hoàng Khảo Thượng Thường Tại. Vào thời điểm này, bà đã 35 tuổi, dù gì đi nữa vị trí này đối với bà mà nói cũng không quá tệ. Đến năm Hàm Phong thứ 11,
hoàng đế Đồng Trị kế vị và tấn phong cho Thượng Giai Thị làm hoàng tổ thượng quý nhân. Cuộc sống của bà được cải thiện hơn, có 4 cung nữ và 4 thái giám hầu hạ. Năm Đồng Trị thứ 11, hoàng đế Đồng Trị lâm trọng bệnh. Để xung hỷ, Lưỡng Cung Thái Hậu đã tấn phong cho các phi tần đang sống ở hậu cung. Lúc đó Thượng Giai Thị được Tấn Tôn làm dự tần. Cuối cùng ở tuổi 59, bà cũng đã trở thành một chủ vị trong hậu cung. Từ đó bà trải qua thời gian nhàn nhã đến khi mất. Năm Quang Tự thứ 23, Thượng Giai Thị qua đời, hưởng thọ 82 tuổi. Cả cuộc đời của Thượng Giai Thị đã sống qua 5 triều đại, Hoàng đế Gia Khánh, Hoàng đế Đào Quang, Hoàng đế Hàm Phong, Hoàng đế Đồng Trị và Hoàng đế Quang Tự. Chẳng những vậy, phong hào của bà còn thay đổi liên tục, đủ để được xem là một nữ nhân truyền kỳ trong lịch sử nhà Thanh.